quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, VN Index kiểm định mức 900 điểm, cổ phiếu khuyến nghị MPC. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Phố Wall hồi phục ở hầu hết các chỉ số, tâm lý lạc quan hơn nhờ vào các tiến bộ trong việc phát triển vaccine và hàng loạt các hoạt động sát nhập. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ nhanh chóng hồi phục trở lại, dẫn đầu là cổ phiếu Tesla. Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 1.87% và đồ thị giá của chỉ số này vẫn giao dịch trên đường trung bình 50 ngày. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức giảm và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn. Diễn biến các quỹ ETF. Quỹ Kim Kindex hút ròng 49 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.08%. Quỹ E1 VFVN30 hút ròng 11 tỷ vào chứng chỉ quỹ. Quỹ FU EVFVND hút ròng 2,6 tỷ vào chứng chỉ quỹ. Quỹ FU ESS VFL bị rút ròng 24 tỷ khỏi chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.91%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng 452 tỷ. HPG vẫn là cổ phiếu dẫn đầu đà bán ròng của khối ngoại, nhưng giá trị bán ròng của khối ngoại đã giảm so với hai phiên giao dịch trước. Ở chiều mua ròng, khối ngoại vẫn giao dịch ở mức thấp, nổi bật như DBM, VRE, VIX, HSG. Nhóm du lịch và giải trí chưa thoát khỏi khó khăn. Nhóm du lịch và giải trí tăng mạnh hơn 2% sau khi chính phủ dự kiến mở lại các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, mức sector rating của nhóm du lịch và giải trí ở mức 39 điểm, trong đó điểm cơ bản sụt giảm mạnh, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tiêu cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Và các nhà đầu tư chưa nên mua vào nhóm cổ phiếu này. Mức tác động của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng kéo dài lên nhóm ngành du lịch và giải trí. Trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu này có thể duy trì đà tăng nhờ vào việc mở cửa lại các đường bay quốc tế. Đồ thị giá của nhóm du lịch và giải trí tiến về gần đường trung bình 200 ngày. Đây có thể được xem là mức kháng cự trong ngắn hạn. Cổ phiếu hôm nay, MPC. MPC kiểm soát tốt chi phí, giúp gia tăng mạnh lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh thu thuần cuối 2 năm 2020 đạt 2.736 tỷ đồng, giảm 34.1% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ, tăng trưởng 1.8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 5.580 tỷ, giảm 25.8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ, tăng trưởng 49.7% so với cùng kỳ. Dịch bệnh ảnh hưởng tới các kênh xuất khẩu chủ lực và giá bán tôm cũng giảm nhẹ, khiến cho doanh thu 6 tháng 2020 giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm và chi phí lãi vay giảm mạnh do trả bớt nợ vay bằng tiền thu từ việc bán cổ phần cho Mitsil. Đồng thời, MBC cũng đã kiểm soát tốt chi phí trong thời gian qua. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm do chi phí vận chuyển và lưu kho giảm. EVFTA mở ra cơ hội hồi phục thị trường xuất khẩu tôm, trong khi Mỹ, Nhật Bản là hai thị trường chính. EU chỉ chiếm 11% thị phần xuất khẩu. Các sản phẩm của MBC là sản phẩm chất lượng cao và MBC cũng đang xây dựng nhà máy Minh Quý tại Cà Mau chuyên phục vụ các thị trường châu Âu, Úc, Trung Quốc. Kỳ vọng đây sẽ là cơ hội cho MBC đẩy mạnh hơn việc mở thị phần qua EU. Về triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao bắt đầu từ cuối 2019, kỳ vọng sẽ giúp cho MBC chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào và giảm chi phí mua tôm. Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của MBC, doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng thêm 3 nhà máy chế biến tôm tại Cà Mau, Kiên Giang vào năm 2020, 2022, 2025. Với nhà máy đầu tiên tại Kiên Giang, gần khu vực nuôi tôm công nghệ cao tại khu chu trình sản xuất khép kín, sẽ góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho công ty trong dài hạn. Mức top rating của MPC ở mức 91 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồng thời, đồ thị giá của MBC vượt mức đỉnh tháng 6 2020 và đạt mức cao nhất 52 tuần với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức trung bình 20 phiên. Ngoài ra, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức tăng. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng thị trọng cổ phiếu MBC và mua mới với mức mục tiêu ngắn hạn là 34.03 và mục tiêu trung hạn là 42.02. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VN Index có thể sẽ kiểm định lại mức 900 điểm trong phiên tới. Đồng thời, dòng tiền vẫn tiếp tục chủ yếu tập trung ở nhóm Mid Cap và Small Cap. Đặc biệt là VN Small Cap đạt mức cao nhất 52 tuần, cho thấy chỉ số này có thể tiếp tục mở rộng xu hướng tăng ngắn hạn trong vài phiên tới. Ngoài ra, tâm lý tiếp tục lạc quan hơn, cho thấy chiến lược vẫn tiếp tục là nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để xem xét mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu sẵn có. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán cổ phiếu tại trang web gsrada.danta.com.vn. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 16 tháng 9 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!